thái thượng lão tổ từ trong mộ bò ra thai thức điện não mộ tổ bốc khói xanh, móng lửa đen chấn lão tổ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Không xong, cứu mạng A. Thái thượng lão tổ trá thi á, trời tờ mờ sáng thời điểm, thanh dương sơn bên trên, bỗng nhiên truyền đến từng trận hoảng sợ tiếng kêu to, đâm rách sáng sớm yên tĩnh. Chỉ một thoáng, náo loạn, toàn bộ tẩy tủy tông đều sôi trào sương mù sáng sớm bên trong. Thanh Dương Sơn giữa sườn núi một loạt phòng xá bên trong, rất nhiều đệ tử quần áo xốc xếch vọt ra. Bọn hắn mắt lim dim buồn ngủ, lẫn nhau thần sắc nghi hoặc lại mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì, Thái Thượng Lão Tổ không phải ngày hôm qua vừa hạ táng sao? Sao sẽ bỗng nhiên trá thi? trưởng môn sốt ruột, không qua đầu thất liền chôn thái thượng lão tổ, lẽ nào thái thượng lão tổ mất hứng, từ trong mộ bò ra ngoài bất thành. Đi sau núi xem một chút đi, mang nhiều mấy cái móng lửa đen, tẩy tủy tông đám đệ tử ồn ào một phiến, kết bạn hướng, phía hậu sơn bước đi. Bọn hắn từng cái từng cái thần sắc đều mang theo sợ hãi cùng bất an, tinh thần huệ oải. Bởi vì mấy ngày qua, tẩy tủy tông phát sinh một kiện đại sự. Thanh Châu Thanh quốc hoàng thất khẩn cấp dùng bồ câu đưa tin nói đại hoang đông vực thạch quốc thần triều vị kia danh chấn thiên hạ hoang cổ linh thể xuống nam phạt địch bảy ngày sau đi ngang qua nơi đây muốn tới tẩy tùy tông bái phỏng thái thượng lão tổ đồng thời hoàng cổ linh thể đã phái người sớm đưa tới bái thiếp thỉnh cầu thái thượng lão tổ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp vì hắn tẩy tùy phạt mạch đề thăng thể chất. Dưới cách chi phí mặc cho tiền bối mở, sở cầu đều ban tặng, chỉ cầu vì vãn bối tẩy tùy phạt mạch một lần, cảm kích rơi nước mắt, đây là hoang cổ linh thể bái thiếp bên trong nguyên thoại. Có thể thấy, đây là một món làm ăn lớn, tẩy tùy tông trên dưới không có không vui kích động. Thái thượng lão tổ là thanh châu nổi danh tẩy tủy thánh thủ, người ta gọi là tẩy tủy thánh tổ, từng nói đại hoang mười vạn thiên kiêu dốc hết tẩy tủy tông. Vì vậy mà. Tẩy Tùy Tông mặc dù ẩn ở Thanh Châu vắng vẻ nhất cằn cỗi Thanh Dương Sơn, nhưng núi không ở cao, có Thái Thượng Lão Tổ Tất Linh. Qua lại quỳ cầu Thái Thượng Lão Tổ Tẩy Tùy phạt mạch người, đếm không hết. Nhưng Thái Thượng Lão Tổ từ không tùy tiện ra tay. Trong khoảng cách lần xuất thủ, đã có hơn 10 năm. Nhận được hoang cổ linh thể bái thiếp, thấy được nó tràn đầy thành ý, Thái Thượng Lão Tổ quyết định xuất thủ, vì đó Tẩy Tùy phạt mạch. Nhưng ngay khi ngày hôm trước ban đêm, Thái Thượng Lão Tổ bỗng nhiên thân nhuộm tóc đỏ, âm phong quắt một đêm. Sáng sớm vừa nhìn, Thái Thượng Lão Tổ vậy mà chết ở tầy tùy điện bên trong. Thi thể đã lạnh lẻo, trong miệng vẫn còn ngậm hủ thuốc, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, trợn mắt nhìn đến mở phân nửa cửa sổ. Quá dọa người, Thái Thượng Lão Tổ rõ ràng chết không nhắm mắt a à. Trưởng môn nói Thái thượng lão tổ đây là bị người ám hại, hung thủ không biết là ai, khó nói a. À. Gần đây Đại Hoang không yên ổn, thú nhân quốc lại xâm phạm nhân tộc chúng ta biên cương rồi, hoang cổ linh thể có thể giết không ít thú nhân cao thủ, có lẽ suy. Chớ nói bậy bạ, cẩn thận giống như Thái thượng lão tổ một dạng ngoài miệng dài tóc đỏ, tẩy tùy tông đệ tử một bên hướng hậu sơn bước đi, một bên khe khẽ bàn luận. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, sáng sớm lóa mắt, xuyên thấu như lụa trắng sương mù sáng sớm, giống như toái kim một dạng chiếu xuống thanh dương sơn trên. Loáng thoáng có thể thấy, lưu ly kim miếng ngói đại điện mấy tòa tường trắng ngói xanh phòng xá mấy hàng, nắng sớm trong sương mù, một đám mắt lim dim buồn ngủ đệ tử dọc theo thềm đá sơn đạo mà đi sơn môn khẩu, đổi một đầu lão cẩu vượng tày, màu lông nâu nhạt, nằm sấp xuống đất trợn mắt, nhìn chằm chằm trong bụi cỏ thố tử chảy nước miếng. Đây, chính là tẩy tùy tông. Tại mênh mông đại hoang nam hoang thanh châu, một cái điệu thấp đặc biệt ẩn thế tông môn. Liền trông cửa thần thú đều là vượng tài. Bạch 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 đám đệ tử đi tới hậu sơn. Tại đây hoàn toàn hoang lương, chỉ có phần mộ mấy tòa, bụi cỏ hoang sinh, bầu trời quạ đen quanh quẩn tại phía trước nhất có một tòa cái mả mới khắp trời tiền vàng bạc tại trong gió sớm vòng quanh mộ bia tung bay kia trên mộ bia hiển nhiên viết tẩy tùy su ta trên lão tổ dương hằng chi mộ lúc này một cái áo bào tím người trung niên đang vây quanh phần mộ xuất ra tiền vàng bạc tiền vàng bạc bay lượn hắn miệng lẩm bẩm sư tôn a ngài đi quá gấp rồi tẩy tùy thuật còn chưa cho đệ tử dạy xong đâu làm sao lại đi cơ chứ Ngày ngày thường hẹp hòi ưm ươm nhưng đệ tử vẫn là rất anh hào, người giấy hàng mã giấy sư nương, đều đốt cho ngài, còn có A, à, ngài vừa đi, ai cho hoang cổ linh thể tẩy tủy phạt mạch nha. Đệ tử khẳng định không được, nhị sư đệ cùng tam sư muội càng không cần phải nói, áo bào tím người trung niên tự lầm bầm nhắc tới, vẻ mặt buồn thiêu. Người này, chính là tẩy tủy tông trưởng môn, Lý Đại Thu, cũng là tẩy tủy su ta trên lão tổ dương hằng đại đồ đệ. Lúc này, phía sau núi trên sơn đạo, truyền đến từng trận kèn suona thanh âm, bi thương kêu gào, truyền khắp dãy núi. Lý Đại Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đội thanh quốc quân lính áp tải một nhóm thân mặc đồ trắng thọ y bách tính từ trên sơn đạo trải qua, một đường xuất ra tiền vàng bạc. Trong đội ngũ không ngừng truyền ra tiếng kêu rên, tiếng khóc tuyệt vọng, còn có quân lính tiếng mắng chửi, roi quất âm thanh. Đây là tại đưa tang người còn chưa có chết cũng đã lên đường. Tiền vàng bạc phiêu phiêu, lụa trắng bay lượn. người giấy hàng mã cao cao khơi máu. ôi, lại đi thú nhân quốc tặng người loại thế này. đây thanh châu sớm muộn phải diệt phong a lý đại thu thở dài. sau lưng truyền đến tiếng bước chân. một đám tẩy tùy tông đệ tử đến. bọn hắn kho mình hành lễ, tham kiến trưởng môn nhìn đến đám này quần áo xốc xếch, mắt lim dim buồn ngủ đệ tử, trưởng môn Lý Đại Thu trong tâm lại là một hồi phiền muộn. Nhớ năm đó, tẩy tùy tông ty rằng tại Thanh Châu không nổi danh, nhưng mà có gần 100 số đệ tử, sao đến trong tay mình, cũng chỉ còn sót lại chừng 20 đệ tử đâu. Lẽ nào, mình kinh doanh năng lực thật có vấn đề, hoặc là, mình phương pháp quản lý có khuyết điểm, không không không, mình nhất định là giỏi nhất vấn đề đều xuất hiện ở lần này đệ tử trên thân. Đều là những đệ tử này quá phế vật, không di chuyển được, nếu không ta Lý Đại Thu đã sớm danh khắp thiên hạ rồi, đương nhiên, Thái Thượng Lão Tổ cũng thật to lớn kéo ta chân sau. Trưởng môn Lý Đại Thu một bên xuất ra tiền vàng bạc, một bên nghĩ lại mình. Đến cuối cùng nhớ hiểu rõ ra, không khỏi tươi cười dạng dỡ, tinh thần phấn chấn, kích động bát 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 chụp mấy lần mộ bia tới tới tới, các ngươi đều qua đây, cho thái thượng lão tổ dập đầu đi. Lý đại thu hướng đám đệ tử vẫy vẫy tay. Đám đệ tử nghe vậy, một hồi run thái thượng lão tổ từ trong mộ bò ra thai thức điện não trong mộ thái thượng lão tổ, dài toàn thân tóc đỏ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hô, Dương Hằng từ trong ác mộng thức tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh. Trong mộng hắn mộng thấy mình biến thành tầy tùy tông thái thượng lão tổ, bước vào tuổi già, lại dài toàn thân tóc đỏ. Cuối cùng, tại âm phong xâm xâm bên trong điên điên mà chết tiếp theo bị lập tức đóng quan tài hạ táng chôn sâu mười trượng trong lòng đất. Là mộng sao? Ta ở đâu? Dương Hằng mở mắt, vẻ mặt mờ mịt. Đưa tay sờ đèn, lại sờ tới rồi một viên dạ minh châu, chiếu sáng không gian chật hẹp hắn thấy được mình gầy đét ngón tay, thấy được màu đỏ sậm thọ y tay áo, thấy được màu máu đỏ ván quan tài, thậm chí tại dạ minh châu dưới ánh sáng thấy được mình thở ra lay động vi trần. Dương Hằng thoáng cái kinh động. Tại đây, thật sự là quan tài, không phải mộng, ta thật thành tẩy tùy tông thái thượng lão tổ, Dương Hằng vừa sợ vừa e sợ, tỉnh táo lại hắn tự tay sờ mặt, mò tới một sấp giày tròm dâu, giơ tay lên mỉa mai đỉnh đầu tấm gỗ, phát ra nặng nề, thùng thùng, âm thanh, ván quan tài trong khe hở trả lại dáng trần thổ. Bực bội, áp lực, sợ hãi, để cho Dương Hằng không thở nổi. Hắn lớn tiếng kêu cứu, lại không có một chút đáp ứng. Nỗ lực để cho mình chấn định lại. Hô hấp Dương Hằng chậm rãi hô hấp, phần mộ trong quan tài có hạn không khí phi thường chân quý, hắn nằm ở trong quan tài tay nâng vật chôn theo dạ minh châu kiểm tra xung quanh lúc này hắn mới nhìn thấy bên trong quan tài vách tường vậy mà lòe loẹt dán đầy vách giấy mà những này vách giấy tất cả đều là diêm dúa lòe loẹt mỹ nhân đồ có chính là mỹ nhân đi tắm có chính là mỹ nhân rút ra cướp còn có là mỹ nhân quay đầu lại mỗi người mỗi vẻ lại đều quốc sắc thiên hương như tiên giống như thần sinh động linh động tại mỗi cái mỹ nhân vách giấy phía dưới, đều viết một hàng chữ. Thạch quốc thánh nữ, hạ quốc thánh nữ, nam quốc thánh nữ, hải quốc thánh nữ. Tổng cộng 10 cái thánh nữ, vừa lúc là đại hoang 10 quốc thánh nữ. Cánh tay khẽ động, đụng phải một cái hộp quẹt túi thuốc, hủ thuốc và một cái gối. Ôm gối, đây cũng là vật chôn theo sao? Dương Hằng cầm lên ôm gối vừa nhìn, ôm trên gối cũng theo một cái thánh nữ, xem ra, như là nhất quyến rũ vị kia nam quốc thánh nữ. Ôm trên gối cũng có một hàng chữ. Chữ này, tựa như khoa đầu văn, nhưng Dương Hằng vậy mà biết được. Dương Hằng xít lại gần vừa nhìn, nhẹ giọng thì thầm. Nguyện Thái Thượng Lão Tổ Yên nghỉ, đây là lão nhân gia ngài thích nhất nam quốc thánh nữ, chúc ngài ôm lấy nàng lên đường bình an. Dương Hằng đây cũng là đời trước cực kỳ có hiếu tâm cái vị kia đại đệ tử dẫn dụ đến dương hằng trầm tư trong đầu trí nhớ của đời trước phá toái rất nhiều ký ức đều hướng theo dài tóc đỏ mà điên điên rối loạn lúc này linh linh tán tán dần dần xuất hiện cái thế giới này gọi là đại hoang đại hoang nguy cơ tứ phía thú nhân quốc xâm phạm nhân tộc chiến hỏa ảnh hưởng đến thanh châu biên cương đời trước một ngàn năm đi tới Thanh Châu Thanh Dương Sơn, thiết lập tẩy tủy tông, lần lượt thu 10 cái đồ đệ, 7 cái đã chết ở tại Thanh Châu Biên Cương, còn có ba cái sống sót. Có khác đồ tử đồ tôn gần trăm người, nhưng bởi vì thú nhân quốc lần nữa xâm phạm nhân tộc Thanh Quốc động viên, đời trước liền phái trưởng lão dẫn dắt hơn nửa đệ tử đi chấn thủ Biên Cương thái thượng lão tổ từ trong mộ bò ra thai thức điện não FML, người cái con bất hiếu, lại dám xuyên vào lão tổ miệng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, Dương Hằng nghe há to miệng, trong miệng tóc đỏ nhúc nhích như muôn vạn trùng đỏ tại sinh sản. Lúc này, hắn cảm giác hai tay một hồi nóng hổi tê dại, vội vã nâng hai tay lên vừa nhìn, không khỏi sững sờ. Mình hồn xuyên tẩy tùy tông thái thượng lão tổ, ra trên 80 tuổi chi niên, lão hủ không chịu nổi, hai tay càng là khô gầy như móng gà. Nhưng bây giờ, Dương Hằng giật mình phát hiện, trên hai tay của mình tóc đỏ thoát dần. Ngón tay đã trở nên thon dài trắng nõn, da thịt bóng loáng như ngọc. Như vậy ngón tay, nữ nhân nhìn cũng phải mềm mại. May nhờ mình không có yêu tay thích nếu không chỉ sợ. Dương Hằng run lập cập bên tai, Ali âm thanh lại vang lên lần nữa, trước sau như một ôn nhu và thâm tình. Quân tay đã tiến hóa thành cấp một sơ cấp tiên thiên bất diệt thần thủ, kèm theo đặc tính. Thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất thương, bền bỉ sắc bén, có thể kháng mọi thứ quỷ tà. Tù luyện bất luận cái gì trên tay công pháp đều sẽ trong nháy mắt đại thành, đánh ra 100 lần điểm bạo kích, ấm áp nhắc nhở quân nhục thân khí huyết khô kiệt không đủ để phát huy ra cấp một bất diệt thần thủ uy lực trước mắt chỉ có bất diệt thần thủ bộ phận kèm theo đặc tính tu vi đề thăng có thể đồng bộ đề thăng bất diệt thần thủ uy lực cái khác kỹ năng bị động quân có thể từ đi thăm dò dương hằng nghe vậy kích động trong lòng mình rốt cuộc sống thành kiếp trước trong tiểu thuyết mình đã từng hâm mộ nhất người sao thu hồi tâm thần suy nghĩ câu kia có thể kháng mọi thứ quỷ tà đây thuộc về bất diệt thần thủ kèm theo đặc tính không cần tu vi trầm ngâm chốc lát lập tức nắm quyền nếm thử gầm nhẹ một tiếng bất diệt thần thủ trấn áp tóc đỏ cảnh tượng khó tin xuất hiện dương hằng hai tay của trên thoáng qua có một đạo thanh quang thoáng qua bao phủ toàn thân mắt trần có thể thấy trên người của hắn tóc đỏ phần phật cởi ra phảng phất như gặp phải khắc tinh kinh hoàng mà hốt hoảng lần nữa chui vào toàn thân lỗ chân lông thật có thể tóc đỏ không thấy dương hằng kích động kinh hỉ đến quá đột ngột giống như bạn trai nữ bạn thân bỗng nhiên yêu ta có như vậy tay hắn tại đây nguy cơ tứ phía đại hoang cũng có chút sống tiếp vốn liếng hơn nữa đây chỉ là cấp một bất diệt thần thủ phía sau còn có thể thăng cấp trở nên mạnh hơn ngay tại lúc này, trôi nổi ở trước mặt hắn cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Đến từ A Nhĩ Pháp tinh cầu biêu kiện đã bị ký nhận. Tinh không lỗ sâu biêu kiện chúc ngài sinh hoạt vui vẻ, gặp lại, âm thanh vang dội. Quả cầu ánh sáng màu xanh hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, xông vào dương hằng ngực cái hắc động kia, trong nháy mắt biến mất. Ngực hẳn là tinh không lỗ sâu khoái đệ thông đạo. Dương Hằng chạm trước ngực, phát hiện hắc động kia đã biến mất, cảm giác đau đớn cũng mất. Tốt không thể tốt hơn. Chỉ là ngực thọ y, phá một cái động. Dương Hằng trầm mặc, ta hy lý hồ đồ ký nhận rồi một cái không thuộc về mình biêu kiện, vậy biêu kiện đến từ cách xa không biết A à nhĩ pháp tinh cầu. Là cái gọi là Ali, nữ tử gửi cho nàng viễn trinh dị vực người yêu một đôi trước tiên thiên bất diệt thần bao tay, Dương Hằng ánh mắt híp lại, tinh quang lóe lên lần này biêu kiện gửi sai, như vậy lần sau đi, chẳng lẽ lại cho mình gửi một phần biêu kiện đi, thu nhiếp tinh thần, nhìn về phía ván quan tài. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi phần mộ. Dương Hằng hít sâu một hơi, tiên thiên bất diệt thần thủ đưa ra, như lão thi phục sinh, mò về rồi ván quan tài, sao 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 không lâu lắm. Dương Hằng đã tiếp cận mặt đất tiên thiên bất diệt thần thủ bộ phận phần uy lực cũng không phải chuyện đùa, lại sắc bén bền bỉ đặc tính như thần binh lợi khí, phá quan tài mở mộ rất đơn giản. Đầu một đỉnh, dương hằng dưới đất chui lên, hô hấp đến không khí mới mẽ. Kiếp sau trọng sinh, đại nạn không chết. Dương Hằng đốt lên từ trong quan tài mang ra vật trôn theo hủ thuốc, hút thuốc buông lỏng, quan sát bốn phía hắn vừa vặn tại phần mộ đống đất một bên kia không có người nhìn thấy đang muốn triệt để đi ra mộ huyệt lại nghe đạo phần mộ một bên kia truyền đến từng đạo thanh âm vang dội thái thượng lão tổ ngài khỏe chứ tiết thanh minh vui vẻ dương hằng khí nhếch miệng đám này bất hiếu đồ tử đồ tôn vậy mà chúc mình tiết thanh minh vui vẻ ngay sau đó dương hằng thuận miệng đáp một câu cùng vui thò đầu vừa nhìn phát hiện cư nhiên không người để ý mình trong trí nhớ mình vị kia đại đồ đệ cũng chính là trưởng môn lý đại thu đang đưa lưng về mình hướng về một đám tẩy tùy tông đệ tử bao 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 khoác lác bất đắc dĩ dương hằng đưa tay thọt lý đại thu tam trọng lượng nhẹ tiết tấu lý đại thu quay đầu thấy được dương hằng không khỏi hoảng sợ trong mắt đều trừng ra ngoài dương hằng nhếch miệng cười một tiếng chào hỏi biển chào buổi sáng a à, đồ nhi ngoan hít một hơi thuốc dương hằng cho lý đại thu dâng thuốc lá muốn hút đi cùng nhau a à. lý đại thu giật mình một cái bị dọa sợ đến hồn phi thiên ngoại oa oa la hét a à, thái thượng lão tổ trá thi cầu lão nhân ra ngày nhập thổ vi an đừng dọa ta ta thật sợ hãi móng lửa đen, ta xuyên vào, Lý Đại Thu bị dọa sợ đến la hét cầu xin tha thứ. Chợt dương lên trong tay móng lửa đen, hướng về phía mộ phần kia hút thuốc lá thái thượng lão tổ dương hằng miệng, hung hãn mà cắm xuống. FML, người cái con bất hiếu, lại dám xuyên vào lão tổ miệng, dương hằng khí giống to. Lão tổ ta cho ngươi dâng thuốc lá, ngươi chính là như vậy cho lão tổ đáp lễ cũng không đoái hoài tới cái tư thế gì rồi, thổ đã giãn ra, Dương Hằng một tay vỗ một cái mặt đất. Oanh, một thanh âm vang lên, phần mộ nổ tung, bụi đất tung bay. Dương Hằng nhảy lên một cái, vọt ra khỏi phần mộ. Hắn nhấc chân chính là một cước. Và URL bằng Window. Location. Herep. Window. Puppy tác bằng Window. Puppy tác. Window. Puppy giờ tác. Push. Zone. 7254 ít, bgssp 7254 u UAL, oa, trưởng môn lý đại thu bị đạp bay, răng cửa đều dập đầu rơi xuống. Hắn sau khi xuống đất một lan lông lốc nhi đứng dậy, xa xa nhìn đến Dương Hằng, mặt đầy vẻ hoảng sợ gần chết. Đồng thời, hướng về bên người tẩy tùy tông đệ tử hô. Nhanh, lão tổ trá thi, còn đá ta, thật là đau a à, mọi người nhanh dùng móng lửa đen chấn hắn, xuyên vào hắn. Tẩy tùy tông đám đệ tử, nhặt lên trên mặt đất móng lửa đen, có người còn cầm lấy chấn thi phù, lại run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bạch. Dương Hằng nhảy lên một cái, đứng ở mình trên mộ bia một đám con bất hiếu, lão tổ ta còn chưa có chết đây, đều qua đây, ta xem ai dám dùng móng lửa đen chấn lão tổ, nhìn lão tổ ta không đập chết ngươi nhóm, dương hằng chửi mắng. Một đám đệ tử nghe vậy, đều trợn to hai mắt. Trưởng môn lý đại thu ngốc trệ tại chỗ, sao 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 sau đó không lâu. Tẩy tùy tông tẩy tùy điện bên trong, Dương Hằng đổi thọ y, mặc vào trước kia lão tổ thanh bào, ngồi cao phía trên cung điện trưởng môn Lý Đại Thu khom người mà đứng, cho Dương Hằng dâng trà. Sư tôn xin bớt giận, chớ có bị chọc tức thân thể, đệ tử không là cố ý muốn chôn sống ngài, tại tầy tùy tông đệ tử trước mặt, Lý Đại Thu xưng hô Dương Hằng vì lão tổ. Lúc không có ai, tất gọi là sư tôn. Dương Hằng quan sát mình cái này đại đệ tử chỉ thấy hắn bộ dáng trung niên, vóc dáng thật cao, mặt trắng không có dâu tựa như thư sinh, áo bào tím xanh mang, một đầu tóc dài xõa vai, ánh mắt thâm thúy có thần, sống mũi cao thẳng. Lông mi dài nếu liễu. Hiển nhiên một cái mỹ nam tử. A à hừ, Dương Hằng hừ lạnh một tiếng. Dài một bộ túi da tốt có ích lợi gì, chôn ta thời điểm không chút nương tay lý đại thu nghe vậy biết rõ sư tôn còn đang tức giận vội vã hốc mắt linh lực chấn động nhất thời đỏ cả vành mắt nước mắt giàn rụa. sư tôn minh giám a à, ngày hôm trước ngài bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử đệ tử tâm đau muốn chết hận không được theo ngài mà đi dương hằng ngắt lời nói vậy vì sao vi sư trong quan tài chỉ có thánh nữ ôm gối nhưng không thấy ngươi lý đại thu hát ấy thối lão gia phục sinh sau đó miệng lưỡi biến sắc bén a à, vậy mà còn diễu cợt mình ôi cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm ồ đúng rồi sư tôn ngày hôm qua đồ nhi dẫn dắt đệ tử đem lão nhân ra ngài chôn được sâu như vậy chôn được nghiêm túc như vậy lão nhân ra ngài là làm sao bò ra trưởng môn lý đại thu nói sang chuyện khác dương hằng nhìn về phía lý đại thu ánh mắt thăm thẳm Lý Đại Thu bị nhìn sợ hãi, trong lòng dùng mình, vội vàng khom người nói. Sư Tôn chớ nói chi rồi, Đồ Nhi đã minh bạch. Ngài nghỉ ngơi, Đồ Nhi bận rộn đi tới, dứt lời, cũng như chạy trốn chạy ra đại điện, đóng lại cửa điện. Trong đại điện, Dương Hằng đứng dậy, ở trong đại điện đi, trầm tư, nhớ lại trong đầu dung hợp ký ức. Đại hoang mênh mông, cường giả như lâm di chủng thái cổ thôn nạp thần linh tạo hóa tiền sử đại hung chiếm cứ thần sơn núi lớn bách yêu vạn thú dựa vào cổ xưa huyết thống cùng cường đại thể chất tùy ý dẫm đạp lên nhân loại quốc gia nô dịch nhân tộc nhân tộc co giúp đại hoang góc nơi chật hẹp nhỏ bé dựa vào đại hoang mười quốc vùng vẫy hướng về thú nhân quốc tiến cống huyết thực dương hằng dung hợp ký ức dần dần biết càng ngày càng nhiều trong lòng cũng càng ngày càng chấn động đây thật là một cái không cách nào tưởng tượng cổ lão đại thế giới nơi này có linh dược đại dược thánh dược còn có đạo binh thánh khí chuẩn đế khí loạn thần binh cực đạo đế binh cảnh giới tu luyện phân thối thể cảnh ngư dược cảnh hóa long cảnh thánh nhân cảnh và đại đế cảnh giới lúc này dương hằng bỗng nhiên dừng lại đúng rồi, ta đời trước, vị này tẩy tùy tông thái thượng lão tổ, là cái tu vi gì đâu, dương hằng hiếu kỳ, xe dâu hí mắt, lục soát ký ức. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, không quyết tâm xé đứt một cái rear mép, trong mắt bung ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Kinh sợ. Vị này thái thượng lão tổ tại hai ngàn năm trước, dĩ nhiên là đại hoang bắc cương thiên ma giáo giáo chủ tu vi chuẩn đế, mà hắn tu luyện tẩy tủy chân thuật là một bộ ma công tẩy tùy chân thuật cực khó tu luyện toàn bộ thiên ma giáo chỉ có đời trước một người tu thành viên mãn sau đó đời trước hung tàn tranh đoạt tài nguyên cùng đại dược đầu tiên đem tự mình giặt tủy phạt mạch thành thiên ma thể đời trước đột phá tu vi đến chuẩn đế thịt cưỡng ép lão giáo chủ thối vị mình ngồi lên thiên ma giáo giáo chủ bảo tọa cũng bắt đến mười quốc thánh nữ vì hắn bóp chân đấm lưng dương hằng ánh mắt sáng lên ngón tay khẽ run hưng phấn, cũng có kích động. Đây chính là đời trước sao, không? Hiện tại là ta, ta rốt cuộc trọng sinh trở thành mình sợ hãi nhất loại người kia. Trọng sinh vì cường giả như vậy, tương lai. Có bức trang rồi, không đúng. Nếu đời trước là đại hoang Bắc Cương Thiên Ma giáo giáo chủ, tại sao sẽ ẩn ở Nam Hoang đây vắng vẻ thanh dương sơn tẩy tủy tông? Trong trí nhớ, Nam Hoang cằn Cỗi không nói, cùng Bắc Cương cách nhau ước vạn vạn bên trong, vị này Thiên Ma giáo giáo chủ tới đây làm gì? Dương Hằng mặt liền biến sắc, nhận thấy được trong này định có vấn đề. Quả nhiên, trong trí nhớ, đời trước tại 1 năm trước bắt đầu thân nhuộm tóc đỏ, tu vi rút lui, khí huyết hao tổn, Thiên Ma giáo lại bị Chính Đạo Thánh Địa công phạt, đời trước trọng thương. Bất đắc dĩ chạy trốn ở tại Nam Hoang Thanh Châu tại đây đời trước tu dưỡng thương thế muốn loại trừ tóc đỏ đợi hết bệnh sau đó giết trở lại bắc cương triệu tập thiên ma giáo bộ hạ cũ đông sơn tái khởi nhưng mà kia tóc đỏ vô cùng quỷ tà đời trước chuẩn đế cấp tu vi bị tóc đỏ ngày càng thôn phệ chuẩn đế cấp nhục thân cũng khô héo khô khốc để cho hắn sớm bước vào tuổi già khí huyết khô kiệt như phàm nhân rốt cuộc tại ngày trước ban đêm tóc đỏ xuất hiện lần nữa âm phong quắt một đêm đời trước điên mà chết chết không nhắm mắt rốt cuộc sẽ như này dương hằng cau mày thần sắc khó coi ta rốt cuộc trọng sinh tại một cái tuổi già bị tóc đỏ quấn thân chuẩn đế trên thân mà tóc đỏ đại biểu cho điềm rủi cùng quỷ ta chẳng trách tại trong quan tài thời điểm ta sẽ bực mình lực yếu nguyên lai quỷ dị kia tóc đỏ đã đem cổ thân thể này hao tổn hầu như không còn hiện tại mất hết tu vi thần hồn khí huyết khô kiệt nhục thân khô héo khô khốc cùng phàm nhân không khác nếu không phải tiên thiên bất diệt thần thủ ta khả năng đã chết tại trong quan tài dương hằng biết thân thể và tu vi tình trạng trong tâm lạnh cả người lại không có bao nhiêu kinh hoàng chẳng qua là vương giả biệt hiệu lại lần nữa thăng cấp mà thôi hắn ngồi trên ghế xe dâu hí mắt cẩn thận lục soát ký ức tìm kiếm có thể khôi phục nhanh chóng tu vi phương pháp vị này tẩy tùy tông thái thượng lão tổ nếu là thiên ma giáo giáo chủ, như vậy, lão gian cự hoạt hắn, sao lại không có có hậu thủ? PS, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu A, yêu thích đầu tư bạn đọc có thể bỏ cho tư dưới ha. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức thái thượng lão tổ từ trong mộ bò ra thai thức điện não ba cái đồ đệ ngày đêm mài đau muốn cái mạng già của ta nghe chọn bộ tại mê truyện audio com dương hằng ở trong đại điện tìm kiếm ký ức tìm kiếm khôi phục tu vi phương pháp bên kia đại đệ tử lý đại thu ra đại điện trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe vội vã rời đi hắn quẹo mấy cái cua quẹo đi tới một cái dựa vào danh giới đại điện trong đại điện đã đứng hai người trẻ tuổi một nam một nữ trên thân mang theo khí thế mạnh mẽ bọn hắn chính là dương hằng cái khác hai tên đồ đệ ngụy xuân quế cùng tô tiểu lộc nhị sư huynh ngụy xuân quế khôi ngô cao lớn tuổi thơ một cái màu đen đại đao trải đại bối đầu bóng loáng sáng loáng ánh mắt sắc bén như ưng ống quần cuốn lên nửa đoạn trong con ngươi có đao ý lưu chuyển khí chất cao lãnh Người không biết còn tưởng rằng hắn là điện thoại di động sư huynh. Tam sư muội Tô Tiểu Lộc đầu cao gầy, da tiết quần đỏ, bắp đùi thon dài, mây đen tóc đen ngang eo, váy dẫn tới thiên nga cổ gợi cảm mê người. Nhưng nàng phi thường nhát gan, lấp lánh đôi mắt đẹp nháy mắt nha nháy mắt từ đầu tới cuối duy trì đến cảnh giác như trong rừng tiểu lộc. Dễ dàng bị giật mình. Chi Lý Đại Thu bỗng nhiên mở cửa đi vào, liền dọa nàng giật mình. Nàng có chút nhút nhát mà hỏi. Đại sư huynh, người kia là tình huống gì? Lý đại thu liếc nàng một cái, có chút hận thiết bất thành cương nói. Tam sư muội, người ta ba người có thể được minh nguyệt thánh địa phái tới mai phục ở kia lão ma đầu bên cạnh, thiên tư ngộ tính đều là thiên tài hàng ngũ, người có thể hay không đừng nhát gan như vậy. Người nhát gan như vậy, nhiệm vụ của chúng ta làm sao hoàn thành, Nga? biết rồi tam sư muội tô tiểu lộc nghiêm túc gật đầu lộ ra một cái sợ hãi nụ cười nàng lúng đồng tiền phi thường ngọt ngào lại mang theo hơi ngại ngùng chi sắc như nhà bên a muội nàng pha một bình trà muốn cho đại sư huynh chuyển trà nhưng nhìn trộm vừa nhìn phát hiện đại sư huynh sắc mặt nghiêm túc hơi dọa người nàng quay người lại đem trà đưa cho bên cạnh không nói lời nào nhị sư huynh ngụy xuân quế trong tay sau đó thần tốc lui về phía sau một bước thân thể xoay đến chuyển đi ngón tay nắm lấy vạt áo cúi đầu nhìn chân dưới chân có một con nhện đang đuổi giết một con kiến nhỏ kia tiểu kiến bị dọa sợ đến chạy tán loạn khắp nơi bát tô tiểu lộc một cước dẫm đạp rơi xuống nhện không có tiểu kiến được cứu tô tiểu lộc cười nhị sư huynh ngụy xuân quấy liếc một cái không nói gì vẫn cao lãnh đại sư huynh lý đại thu không nhịn được lắc đầu vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ há miệng muốn nói gì có thể nhìn đến tam sư muội tô tiểu lộc kia sợ hãi người nhát gan bộ dáng hắn nhịn được loại tình huống này đã không phải là lần một lần hai rồi hắn nhẹ giọng ho khan hai tiếng có phát hiện không hù dọa tô tiểu lộc lúc này mới tận lực ngữ khí ôn hòa mà nói Lão ma đầu quả nhiên đang già chết, làm hại ta suýt chút nữa để lộ, may nhờ ta cờ cao một nước. Cầm lấy móng lửa đen tại hắn mộ phần trên lại là khóc lại là nhảy, trả lại cho hắn thiêu không ít tiền vàng bạc giấy sư nương, kèn suona cổ nhạc đại hợp tấu, tiết thanh minh vấn an, kết quả. Hắn không nén được tức giận, mình từ trong mộ bò ra, nhị sư huynh ngụy Xuân Quế không nói gì, thần sắc lạnh lùng. Tam sư muội tô tiểu lộc thấp giọng nói đã sớm nói cho ngươi, người kia chính là một cái trên đuôi trường bạch mau lão hồ ly, hắn khẳng định đang giả chết, cho nên ta cùng nhị sư huynh mượn cớ đi ra ngoài, không có cho hắn phản nàn. Trưởng môn đại sư huynh Lý Đại Thu hừ lạnh một tiếng, nhớ tới chuyện này hắn cũng có chút tức giận. Đang muốn vỗ bàn chửi mắng phát tiết mấy câu, lại nhìn thấy tam sư muội tô tiểu lộc khẩn trương nhìn đến hắn. Ngay sau đó, đem đến nhất khẩu nộ khí mạnh mẽ nén trở về tiếp tục ôn tồn nói ba ngàn năm trước lão ma đầu vẫn là bắc cương thiên tiền thánh tông thiên tài kiệt xuất thiên ma giáo thế lớn thiên tuyền thánh tông liền bí mật phái hắn đi thiên ma giáo mai phục để cho hắn tu thành thiên ma giáo tẩy tủy chân thuật sau đó tặng lại thánh tông đồng thời trong ứng ngoài hợp tiêu diệt thiên ma giáo không nghĩ đến hắn tu thành tẩy tủy chân thuật sau đó đem chính mình tẩy tủy phạt mạch thành thiên ma thể đột phá đến chuẩn đế làm thiên ma giáo giáo chủ ngược lại còn đánh ngược thiên tuyền thánh tông một bừa cao cuối cùng vì đề phòng những người khác vượt qua hắn còn đem tẩy tủy chân thuật hủy diệt giết toàn bộ tu luyện này công người để cho một mình hắn độc nhất quả thực hèn hạ vô sỉ tâm ngoan thủ lạt cáo già xảo quyệt nói cuối cùng ba câu nói thời điểm đại sư huynh lý đại thu tình cảm đại nhập rồi cắn răng nghiến lợi một câu so sánh một câu lớn tiếng nhị sư huynh ngụy xuân quấy ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở lý đại thu chú ý ngữ khí âm thanh lý đại thu quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện tiểu sư muội mặt cười trắng bệch ngón tay nắm thật chặt vạt áo ánh mắt như trong rừng tiểu lộc một loại sợ hãi mình lại dọa sợ cái này dễ bị hoảng sợ tiểu sư muội lý đại thu vội vã nhếch miệng lên lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười tiểu sư muội lúc này mới buông lỏng xuống nàng thấp giọng nói ra thái thượng lão tổ từ trong mộ bò ra thai thức điện não mai phục ba năm lại ba năm ta làm ma giáo giáo chủ nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tẩy tủy điện bên trong Dương Hằng cưỡi ngựa ngắm hoa cha xét đời trước toàn bộ ký ức, biết rồi đời trước đặc sắc tuyệt luân đã qua, thán phục liên tục. Hoàn toàn có thể viết một quyển sách. Tên sách liền gọi, mai phục ba năm lại ba năm ta làm ma giáo giáo chủ thiên tuyền thánh tông vì đạt được thiên ma giáo tẩy tủy chân thuật. Phái đời trước và mấy tên đồng cấp thiên tài lẻn vào thiên ma giáo đời trước vất vả mai phục ba năm lại ba năm cuối cùng không có đổi lấy thật lòng hồi báo mà nữ nhân mình yêu thích lại thành hắn sư nương gia tộc cũng bị ám sát diệt môn đời trước biết chân tướng đến trước chất vấn lại bị cắt đứt gân mạch phế bỏ tu vi ném xuống vách đá lại không muốn bên dưới vách núi có khác tạo hóa đời trước còn chưa chết cùng sử dụng tẩy tủy chân thuật vì tự mình giặt tủy phạt mạch thành tựu thiên ma thể phá sau rồi lập thực lực đại tăng dưới cơn nóng giận giết sạch toàn bộ người mai phục, mang theo đầu của bọn họ cài đầu rồi Thiên Ma giáo. Từ đó, Thiên Tuyền Thánh Tông ít đi một tên thiên tài, mà Thiên Ma giáo nhiều hơn một cái tâm ngoan thủ lạt giáo chủ, Dương Hằng nhớ lại. Cũng không khỏi một hồi thổn thức, vẫn lấy làm dám a. À về sau ta nếu cùng người đối địch nhất định phải trước mặt đánh chết nện nát tuyệt đối không cho đối phương rơi xuống vách đá cơ hội đây là dương hằng lật xem ký ức tâm đắc lĩnh hội